9. Ba hòa đứng im nha. Ừ, ngoan 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 ngoan. 1 2 3. Thằng ơi. Lại đây. Hip hop never die. Hip hop never die motherfucker. Wait, Scott. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi con game phẫu thuật nha. Rồi ok, anh em đi vô. Ê. Ok, ta sẽ giới thiệu sơ qua nha. Hôm nay là chúng ta sẽ có một cái ca phẫu thuật tim mọi người ạ. Ta xem rất nhiều phim tài liệu về ngành y rồi, yên tâm tao có thể xử lý cái này rất dễ. Yên tâm, tao đỗ trường y bằng ChatGPT. Ê, bỏ tay xuống. Nói. Đâu, chúng mày đã khiến video bị tắt kịp tim. Bỏ tay xuống. Đéo. Rồi yeah. Chúng ta phẫu thuật tim thằng bệnh nhân đâu? Thằng bệnh nhân nó sẽ được đưa từ dưới hầm lên. Hello Bob. Tỉnh lại đi Bob ơi. Nói lại đi Bob. Nó lại được. Nói được gì? Nói vào. Nó sắp bóng máu này kìa. Đưa chân vào. Đừng có bỏ chân. Điện bé thôi luôn. Nghiếu rất cấp chân đấy mà. Thì rất không phải một tay từ đầu tiên rồi. Thì chả rất nốt mấy cái phần còn lại đi chứ còn gì nữa. Chả liên quan đéo gì cả. Anh bóp rồi. Đừng xoay đầu bóp nữa, để bóp nằm đi. Bỏ nó rồi sẽ ổn rồi bóp rồi. Bỏ nó rồi sẽ ổn rồi bóp rồi. Bóp rồi làm trai bóp rồi. Dậy bóp rồi. Ôi. Cô tay rồi. Tao nhấn. Bình tĩnh. Ok. Đây. Chúng ta cần một trái tim nữa. Và lấy cái tim hỏng của Bob ra. Đây trước tiên là đập gãy xương Bob đó. Nó có hành động gì thế không? Ta nhớ nó có mấy cái dụng cụ mà. Cầm búa đi, đừng có cầm ghế á. Một người bác sĩ tốt là một người biết là trong những tình huống khẩn cấp có thể làm được mọi thứ. Xương. Thôi, Duy, dừng lại thằng Duy. Gãy xương đi. Thôi. Dùng đâu kìa, Bob dùng đâu rồi? Bob đâu rồi? Cầm ghế đập luôn. Bob ơi, chúng ta đã làm rất tốt. Phải phẫu thuật try hard rồi. Rồi mày lấy cái phổi ra, lấy. Dùng tay. Đúng rồi. Ok. Lấy tinh của đi. Thôi cái tay vô lấy đi. Nhắm rồi. Đây, lấy được. Mất máu. Cầm vào. Rồi. Mày chưa thấy bác sĩ chui vào ống bao giờ như này à? Ở quê tao hay là như này. Chỗ tao chui vào ống cống ở trong ống này. Bơm máu trước đi. Bob đang bị hư hai cái tay này, tụi mình phải thay hai cái tay mới này. Bây giờ này anh em mình phải cầm máu Bob lại, tao sẽ chích cái cầm máu và mày giật hai cái tay cho để mang qua đổi hai cái tay mới luôn nhá. Tao chuẩn bị cái cưa rồi. Tao để tao giữ tay mày chặt. Rồi. Chặt đi. Đúng rồi. Chích cầm máu này. Đổi tay. Cầm cái này cùng một lượt đi. Sao cách để cầm máu ở trên cái tay này rồi. Đúng rồi. Duy ơi. Một tay thành công. Chuẩn bị chưa? 1 2 3. Cứ đi. Ừ, cảnh ấy dã man quá. Đây ơi, cầm máu đâu? Chân này bị nứt. Cầm chân được. 2000. 1900. Thuốc cầm máu đâu? Đi lấy đi. Ngang bấy. Bỏ cái chân nó ra. Lấy cái chân nó ra. Đây rồi. Cắm con mẹ cái chân vào mày. Tao cắm vào để cầm máu à? Mẹ nó có bắt giải đố để vào phòng mổ đó. Lấy tay nhét vào đây. Quá hay luôn. Bỏ vô. Hay. Vô. À đây. Đây đưa vào đúng không? Giói. Một chân, một tay với một nội tạng. Tay trái và chân phải. Mình cũng tay trái và chân phải. Tao đâm mày. Tay trái bằng chân phải là sao? Để tránh cái trường hợp mà anh em mình mất máu nhiều nhất có thể. Thì khi mà lấy cái nội tạng mới ấy, nhét qua cái ống này luôn, anh em nhặt phát nhét vào luôn này. Mọi người không được hoảng nha. Tay này. Đây tay phải. Mình cần tay trái. Đây có tay trái này. Đấy vẫn là tay phải. Ôi! Ôi! Cắm vào. Tao sẽ đi ra ngoài kia, bọn mày truyền cái tay hỏng này cho tao ngay lập tức. Để tao lấy tay mới, tao truyền ra bọn mày. Đưa tay thối đây. Tay
tay thổi. Chết. Cố mi. Đây. Hai. À, yeah. Được rồi. Đây, chân thủ. Ơi. Mất cả hai chân rồi mày ơi. Nhanh, tao cắm cầm máu ơi. Cắm chân kia vào. Chân mới đây. Ok. Đây. Rút cái tay ra. Cắm đi. Bỏ tay ra. Một, hai, ba. Đây nó vẫn mất máu kìa. Chân rơi ra rồi. Cắm chân nó vào. Tay rồi, lại đến tay rồi. Cầm máu lên lắm. 4, 3, tao đã nhặt được. 2, 1. Tao cầm máu rồi. Bấm máu nó. Mẹ mày, có bình máu ở đây không bấm? Còn 7 máu này. Tao lên tay rồi. Bấm máu nó. Đâm. Nó gắn cái tay mãi đéo được. Thằng Duy mày đứng mày nhìn à, sao mày không bấm máu nó? Tao hoảng, được chưa? Mọi người không được hoảng nha. Hoảng cái cù ấy. Phải đấy, tao hoảng quá, tao chỉ biết tao đứng nhìn thôi. Lấy sang mày ra bên kia, mày đứng canh sẵn đi. Sang mày nhanh lên, mày ra bên kia mày canh sẵn đi. Tao vẫn nội tạng ra bên kia rồi nhá. Rồi. Tao để dưới sao rồi đấy. Thằng yêu lấy cả ruột giật lạnh rồi mày ơi. Trả lại nó đi. Đừng lấy nó cái thận nhá. Nhanh lên sang ơi. Nó gần chết thì chúng mày cứ đứng như mày nhìn buồn cười quá. Giống như ngoài đời kiểu nhiều khi bọn mày bị hỏa quá, bọn mày đéo biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn thôi. Khoan, toàn ca bắt đến theo dõi. Ồ, có cái băng truyền này chúng mày ơi. Đây, đặt băng truyền mày. Mình còn chưa biết là mình phải thay cái gì cho cái xác đấy, nhưng cứ mình không biết cái băng truyền đi đâu. À đây. Cái số lượng phổi này mình có thể làm được một cái nồi lẩu ấy. Yeah. À đây, em bắt này. Lấy hết tất cả máu ra nhá, lấy hết tất cả máu luôn nhá. Chúng ta có dạ dày với cả chân này, tao để hết lên bàn rồi này. Bây giờ chỉ việc thay thôi. Không sao đâu bóp ơi. Ôi, có cái tay rồi. Máu. Bấm máu này. Bấm tất xe rồi. Thay dạ dày trước, lôi hết phổi. Được. Ok. Cái tay gắn không được. Cái tay vào. Sao chưa làm gì đã tốn bài vô chỗ cầm máu. Đồ mới ở đâu? Anh em lấy đồ mới ở đâu? Trên bàn đây. Chết rồi, có cái dạ dày rơi nó mất rồi. Vớ ra. Lô tim à. Tao cầm máu chưa? Ok, thả tim vào. À, tim đây. Yeah. Đó. Bao tử phải lôi hết ruột các thứ ra. Đứng chân kia. Nước chân phân hoàng. Cầm máu. Ôi, cái tư thế gì? Ai? Cái gì ấy? Game bug rồi mày ơi. Ôi! What the fuck it is, bro? Cắt chân vào. Gắn đi. Cho vào xong rồi ơi. Cho mạnh thì không? Sâu vô. Đẩy. Đi ra. Đừng sợ. Chuẩn rồi. Đẩy vào. Khoan, nó phải không? Đúng chỗ đấy rồi. Chân trái của nó. Chân bên phải của nó. Cái này phải chân bên phải không? Đúng. Chân nhìn trên màn hình mới nhìn nó thấy. Lên. Rồi, tất cả cầm máu trước á. Bắn đạn. Nó thấy thường bóp không được. Tay rồi. Cầm máu. Cái này không đủ mạnh để đập đâu. Cầm cái ghế mà đập. Đây tao lo cái vụ cầm máu cho tụi mày cứ làm đi. Ôi. Tao là y tá mà. Tay tao không nhét vào được mày, cứu tao. 100, 200, 160, chết. Vài. Chúng ta phải làm theo kế hoạch đấy, kiểu một thằng sẽ đứng bơm máu, một thằng nhìn màn hình, một thằng phẫu thuật, có hiểu không? Bác sĩ người ta bình thường như vậy đấy, nhưng mà anh em mình đã phải bác sĩ, ok. Anh em chơi như mình có chó ngu ấy. Làm sao để mình nhìn được đây là tay trái tay phải? Mày nhìn theo mắt thường của mày để biết đó là tay trái tay phải. Tao không biết nhìn. Mày mù à? Mày nhìn ngón cái hay hiểu không? Rồi có ý tưởng đâu. Thay chân luôn nhá. Thay chân luôn này. Rút đi. 1 2 3 Cắm. Được rồi. Hiếu xem màn hình đi. Cầm vàng không? Vàng không, rút ra. Rồi, dừng. Được, tốt. Vàng không là mình dừng nha. Rồi, bây giờ nha. Tôi hiểu. Vàng không. Ok. Tao hiểu. Để tao cầm thuốc cầm máu đã. Thôi mày biết gì không? Nếu cần dùng búa đâu, đập cầm mẹ ghế lên. Đâm chết cụ đi. Phải là bác sĩ chuyên nghiệp. Bình tĩnh. Bọn tao sẵn sàng cắm nhá. Tụi tao sẵn sàng rồi. Rồi. Từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Chill. Đó. Đập thêm 2-3 phát nữa đi. Đập hết. Lấy ra được rồi. Đừng đập đâu. Còn cục nữa, cục cuối ở bên mạng trái. Từ từ thôi. Mày sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính lần này, ok? Tao sẽ là người phụ trách lấy nội tạng của bệnh nhân đây nha. Ui.
Một thứ ở đâu, một thứ ở đâu? 46. Giật ra, giật ra, giật con mẹ à, giật con mẹ à. Từ từ xem ơi. 46. Đưa team mới nào, team mới nào, team mới nào. Team mới ở chỗ băng chuyền, chỗ băng chuyền, chỗ băng chuyền. Mồi vàng à, mồi vàng. Rồi. 1.500, ok. Ê! Không vàng, không vàng. Tiếp theo là dạ dày, dạ dày, dạ dày, dạ dày ở dưới phổi với dưới ruột. 10 vàng, 10 vàng, 10 vàng dưới ơi. Rồi, ok, đây. Rồi, không rồi. Má phối hợp nhịp nhàng quá. Phan Hoàng bơm xíu máu đi, Phan Hoàng ơi. 10 vàng. Tại sao em phải bơm vào chim nó? Không, chúng mày bắt buộc phải bơm vào chim nó mới hiệu quả. Yeah! Oh, yeah! Oh my, what the fuck?